Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Một Hoa Ngữ. Các bạn thân mến, Thành Nghị là một chàng trai có khuôn mặt điển trai, đôi mắt hiền hòa, hút hồn hàng triệu trái tim của khán giả. Bước đầu sự nghiệp không mấy suôn sẻ, nhưng với tinh thần lao động miệt mài không mệt mỏi, anh đã mang về cho mình những vai diễn để đời. Hãy cùng thưởng thức top 9 bộ phim hay nhất không nên bỏ lỡ của Mỹ Nam Hoa Ngữ này nhé. Trầm Vụn Hương Phai. Bộ phim là câu chuyện dài đằng đẵng về tình yêu của Nhan Đàm và Dư Mặc. Nhan Đàm vốn là một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý nhất. Trong buổi thịnh yến của vương mẫu Nhan Đàm và tỉ muội sinh đôi chỉ tích của mình hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm, cho nên đã gặp phải tình kiếp lớn nhất của đời người. Nhan Đàm thì vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chút chân tình của Ứng Uyên, thế nhưng không ngờ là Ứng Uyên lại quên mất cô ấy. Một nửa trái tim của Nhan Đàm đã dùng cho Ứng Uyên, nửa còn lại cũng chỉ còn chút cho tàn. Sau đó, Nhan Đàm từ bỏ tiên thể đi vào luân hồi, linh hồn bị tổn thương của Nhan Đàm lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn 800 năm. Còn Dư Mặc là một ngư tinh trong đầm sen của Nam Cực Tiên Ông. Ngày ngày Dư Mặc nghe được những câu chuyện của Nhan Đàm giết dần quen, không biết từ lúc nào đã đem bản thân hòa vào câu chuyện của nàng. Vì muốn đi tìm Nhan Đàm, Dư Mặc đã từ bỏ thân phận tiên của mình mà trở thành yêu, rời khỏi tiên giới. Lâu dần, Dư Mặc đã trở thành chỗ dựa để Nhan Đàm bắt đầu một cuộc sống mới hơn. Ở núi Na Lan, hai người vì muốn trở nên mạnh hơn, thế nên Dư Mặc thường mang theo Nhan Đàm đi trừng trị kẻ ác. Thế nhưng, lại gặp phải không ít cản trở khiến cả hai chia cách. Trong Trầm Vụn Hương Phai, Thanh Nghị vào vai đế quân Ứng Uyên có mối tình ngọt đắng với Nhan Đàm Dương Tử. Đoạn trailer mới nhất cũng tiết lộ nhiều về cảnh Thanh Nghị học máu, bị đâm đến xỉu ngang bởi đội chính và các nhân vật khác. Xem ra, danh hiệu Ông Hoàng Phim Ngược vẫn sẽ thuộc về Thành Nghị mà thôi. Hiện tại, Trầm Vụn Hương Phai chưa có lịch phát sóng chính thức. Các bạn cùng lót dép hóng bộ phim này nhé! Giữ Quân Ca. Lấy bối cảnh dưới thời vua Đường Văn Tông, trong thời đại này, nhà vua và các quan viên trong triều gặp khó khăn khi mà các thái thái lộng quyền. Để thoát khỏi sự chi phối ấy, cận thần Vương Nhai đã lên kế hoạch thủ tiêu tên thái giám Cửu Sĩ Lương để đoạt lại quyền lực. Thế nhưng, kế hoạch đã bị tên thái giám mưu mô xảo quyệt này nắm thóp, khiến cả gia tộc Vương Nhai bị xử tử không chừa một ai, ngoài hai cô cháu gái Cao Số. Kể từ đây, sự hận thù trong mộng tỉnh Trường An bắt đầu diễn ra. Cô em gái Trình Nhã Ngư được tể tướng họ Ngư nhận nuôi, đổi tên thành Ngư Băng Nhi. Còn người chị, Trình Hè, trở thành con nuôi của Cửu Sĩ Lương. Về sau, biến cố một lần nữa ập đến cả hai chị em khi mà hai bên gia tộc nhận nuôi đối đầu, ân oán trả thù kéo dài đến tận các đời vua kế tiếp. Nhưng khi mà đến vời vua Lý Viêm, cũng là nam chính trong bộ phim Giữ Quân Ca do Thành Nghị thủ vai, đã đưa nàng Trình Nhã Ngư đến gặp anh để tạo nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa vòng xoáy chính trị khốc liệt. Hai người vượt qua bao nhiêu khó khăn nguy hiểm, bất chấp tính mạng để giữ lấy tình yêu nhiệt thành của mình. Thế nhưng trong thâm thâm của nữ chính mộng tình Trường An và người chị ưu ái của mình vẫn không thể nào quên mối thù khắc cốt ghi tâm của tên cẩu tặc thái giám năm xưa sát hại cả gia tộc họ. Cái kết quá đỗi ngược tâm này khiến fan Việt người không dám xem, người lại khóc thét vì đôi trẻ không đến được với nhau. Giữa Quân Ca đã phát hành trọn bộ, sắp tới Thành Nghị và Trương Dư Hy sẽ tái hợp trong Gió Nam Hiểu Lòng Tôi. Gió Nam Hiểu Lòng Tôi. Bộ phim này được hãng Hoan Thụy sản xuất, kể về câu chuyện ngược luyến tàn tâm giữa nhà thực vật học Phó Văn Thâm Thành Nghị và bác sĩ Chu Cựu Trương Dư Hy. Cả hai ban đầu cùng nhau lên tìm đường một loại thảo dược quý, thế nhưng sau đấy nhiều hiểu lầm nảy sinh mà dẫn đến chia tay. Chưa dừng lại ở đấy, Chu Cựu còn phát hiện ra Phó Văn Thâm có liên quan đến cái chết của mẹ mình. Kể từ đó, chuỗi bi kịch kéo dài mới chính thức bắt đầu. Trong bộ phim, Thành Nghị vào vai Phó Văn Thâm, anh xuất hiện với hình ảnh trẻ trung lãng tử, khuôn mặt điển trai. Ngay khi bộ phim công chiếu, hình ảnh hào hoa của Thành Nghị sẽ khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Đặc biệt, anh có ánh mắt dịu dàng, rất thâm tình mà anh dành cho nữ diễn viên chính, tạo nên phản ứng tuyệt vời giữa hai người. Mê Cục Phá Chi Thâm Tiềm. Thuộc thể loại phim chiến tranh gián điệp, lấy bối cảnh thời kháng Nhật. Bộ phim này lấy bối cảnh thời điểm đế quốc Nhật Bản đã xâm chiếm đất nước Trung Quốc, người dân Trung Hoa đói khổ lầm than, nhà tan cửa nát. Nhân dân Trung Hoa đã đứng lên kháng chiến chống Nhật. Trong phim Mê Cục Phá Chi Thâm Tiềm, Thanh Nghị hóa thân thành chàng trai yêu nước Vân Hoàng Thâm, là một chàng thanh niên rất là sôi sục lòng yêu nước, đứng lên chống Nhật đem lại bình yên cho đất nước. Anh sẵn sàng tham gia cách mạng, báo thù cho cha ở Mê Cục Phá Chi Thâm Tiềm. Trường An Nặc. Đây là dự án bộ phim được quay bởi đạo diễn của Cẩm Y Chi Hạ với dàn diễn viên đình đám là Triệu Anh Tử, Thành Nghị, Hàn Đống, Dương Siêu Việt.
Bộ phim kể về cuộc đời trắc trở của nữ chính Lan Minh Ngọc, Triệu Anh Tử, từ một thiếu nữ ngây thơ, thanh thuần, đã từng bước để vươn lên trở thành Thái Hoàng Thái Hậu quyền uy. Trong phim, Thành Nghị sẽ vào vai Hoàng tử Tiêu Thừa Húc, văn võ song toàn, dũng cảm thiện chiến. Cũng chỉ vì quá tài giỏi mà Tiêu Thừa Húc luôn bị chính cha mẹ của mình đề phòng. Đây là bộ phim ngược tâm với cái kết không trọn vẹn dành cho cặp đôi chính. Họ từng yêu nhau sâu đậm, thế nhưng trước bao sóng gió trốn cung đình, cặp đôi đã không thể bên nhau đến phút cuối cùng. Thành Nghị đã làm không biết bao nhiêu khán giả nữ điêu đứng và chiếm trọn trái tim của khán giả qua nhân vật nho nhã, đẹp trai, đầy khí chất anh hùng. Cùng với lối diễn xuất linh hoạt, xuất thần từ những giọt nước mắt rơi dài thương đau của Tiêu Thừa Húc khi mà mẹ qua đời, hay là ánh mắt mất hồn khi biết người yêu trở thành chị dâu của mình, Thành Nghị đều rất nhập vai cùng với lối diễn tự nhiên góp phần tạo nên thành công của bộ phim. Lưu Ly Mỹ Nhân Sắc. Kể về mối lương duyên tiền kiếp trải qua rất nhiều khổ ải của Toàn Cơ và Tư Phượng, anh là chàng trai si tình, nguyện bị hóa thành yêu kim xí điểu để đổi lấy sự bình an cho Toàn Cơ. Trong phim, Thành Nghị vào vai Tư Phượng và bằng lối diễn xuất xuất thần của mình, anh đã làm cho các khán giả phải sống khổ thay cho Tư Phượng, qua đó không khỏi oán trách Toàn Cơ vì chẳng biết làm việc tốt cho Tư Phượng mà làm những việc khiến anh chịu khổ. Sau thành công của Lưu Ly Mỹ Nhân Sắc, lối diễn xuất của Thành Nghị tiến bộ vượt bậc, anh khiến cho cộng đồng khán giả phải thổn thức, say mê mỗi khi nhắc đến anh. Đạo Mộ Bút Ký 2 – Nộ Hải Tiềm Xa. Bộ phim là bối cảnh về hành trình sau khi sống sót thoát khỏi thất lĩnh tổ vương cung, cô ta cùng với Vương Bản Tử và An Ninh tiếp tục hành trình khám phá những điều bí hiểm quanh các ngôi mộ cổ. 50 năm trước, một nhóm kẻ trộm mộ trên Trường Sa Đào đã được một bộ sách lụa chiến quốc. Trên quyển sách đã hư hỏng có ghi chép lại vị trí một khu mộ cổ chiến quốc rất là kỳ lạ. Nhưng mà những kẻ trộm này lại gặp phải chuyện kỳ quái trong lòng đất, hầu như là toàn bộ đều chết sạch luôn. 50 năm sau, cháu trai của một trong số những kẻ trộm mộ đó phát hiện bí mật này từ những ghi chép để lại của ông nội cậu. Cậu cùng với một nhóm mộ cao thủ đã tiến vào tìm bảo vật. Thế nhưng mà không ai ngờ, cổ mộ này lại có nhiều chuyện quái dị như vậy. Thất tinh nghi quan, thanh nhãn hồ thi, cửu đầu xà bách. Đạo Mộ Bút Ký kể về hành trình phiêu lưu khám phá bí mật về những ngôi mộ cổ huyền bí của một nhóm cao thủ trộm mộ. Câu chuyện bắt đầu từ một nhóm thợ khoét đất đã tìm được quyển sách lụa. Trong phim Đạo Mộ Bút Ký 2, Thành Nghị thủ vai Trương Khởi Linh, vẫn khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt hút hồn cùng lời diễn xuất nhập tâm, Thành Nghị lại thêm một lần nữa tỏa sáng khi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía người hâm mộ. Đây cũng là bộ phim duy nhất đánh dấu sự trở lại của anh trong năm 2019. Chu Tiên – Thanh Vân Chí 2. Bộ phim này kể về cuộc đời của Trương Tiểu Phàm do Lý Dịch Phong thủ vai, là chàng thiếu niên mồ côi ngốc nghếch vô tình bị cuốn vào cuộc chiến chính và tà sau khi gia nhập Thanh Vân Môn. Anh là một chàng trai vô cùng thông minh và lanh lợi. Sau khi gia nhập Thanh Vân Môn, cậu nhanh chóng trở thành một trong những người được sủng bái nhất. Ngoài ra, cậu có một người bạn khủ khờ có phần phạm trạp, đó là Lâm Kinh Vũ. Trong bộ phim, Thành Nghị đảm nhận vai Lâm Kinh Vũ là bạn thân của Trương Tiểu Phàm. Anh đóng vai một chàng trai khủ khờ kém thông minh. Lối diễn xuất của chân thật mộc mạc, khuôn mặt nam tính của Thành Nghị cùng với vai chính góp phần làm nên thành công cho bộ phim này. Thành Nghị được khán giả dành nhiều lời khen ngợi về ngoại hình lẫn khí chất. Sơn Hà Nguyệt Minh. Lấy bối cảnh của nhà Minh từ thời Chu Nguyên Chương đến thời Chu Đệ, chuyện phim kể về người con gái thứ tư của hoàng đế Chu Nguyên Chương, đó là Yến Vương Chu Đệ, thông minh giỏi, võ có, tướng có, làm đế vương khi còn từ trò nhỏ. Ông chinh chiến anh dũng trên sa trường, đem quân đánh nam, dẹp bắc, tiêu diệt quân nổi loạn, mở rộng bờ cõi, đã đẫm máu nơi sa trường, cuối cùng trở thành vua, nhà quân sự và chính trị lỗi lạc trong lịch sử. Trong bộ phim Sơn Hỏa Nguyệt Minh, Thành Nghị thủ vai Minh Thành Tổ Chu Đệ thời niên thiếu, anh chỉ vào vai phụ. Thế nhưng, nam diễn viên đã tái xuất hiện hình ảnh của một hoàng tử trưởng thành, khôn ngô tuấn tú, khuôn mặt điển trai, mang chân mạng đế vương. Với lối diễn xuất tự nhiên và tinh thần làm việc nghiêm túc, dù chỉ là vai phụ, thế nhưng với sự tham gia diễn xuất của Thành Nghị đã góp phần không nhỏ đem đến thành công cho bộ phim này. Có thể thấy, những bộ phim do Thành Nghị đóng đang nhận được sự quan tâm đông đảo từ các fan hâm mộ. Qua video này, mình đã giới thiệu đến các bạn top 9 bộ phim hay nhất của chàng Mỹ Nam Tư Phượng lạnh lùng. Đừng quên để lại bình luận về bộ phim bạn yêu thích nhất nhé. Còn bây giờ, phải chào tạm biệt các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.